liền. Kéo lên. Hôm qua là khoan được 45 mét nữa mà chúng tôi nói là cố gắng ra, nhưng mà khoan là không hai ống nữa làm thế nào. Hy vọng là có nước. Giờ đây có này đá rất là nhiều. Bóng như rượu vàng rồi các bạn. Anh hỏi khoan là có cái mùn đá này lên hoặc qua đá là cho hy vọng có nước. Hôm qua ở dưới kia là không phải cái đất đá như này là 30 mét anh cương, 32 mét anh cương mà có khoan nữa xuống không có nước các bạn. Hay là bác thảo mà khoan qua lớp này nữa đá này là có nước. Hy vọng là công trình hôm qua các bác ơi, vợ đang làm sắt đã xong hết rồi nha các bạn, đang ghép giằng khóa ở trên tường đã xong hết rồi. Hôm nay là đóng cúp pha này, đóng cúp pha để mình ngoái các bác là đóng cúp pha hết cho nó tí mình theo cân cân ống nước và mình sẽ đổ cho bằng ở trên nhé các bạn. Bởi vì thợ ở đây cũng không còn là chuyên nghiệp các bạn, mình là tận dụng nhân lực của bán nên mình cũng phải hướng dẫn mọi người làm sao cho công trình cho nó bài bản một chút. Thế nó hơi chậm một tí nhưng mà rất là ok. Quan trọng nhất là A cấp 3, nó như là bê tông. Ba lần ghép cúp pha hết rồi. Cái cửa này mà bữa trước thì mình cũng đã đo đổ đằng bê tông này. Hai bên cột cửa này mình cũng đã đổ cột bê tông mà trên mình cũng đã làm đằng khóa luôn hai bên cột này này để tránh tình trạng sau thì bức cả bức tường này hơn vậy co lại này. Này nó kéo ra đây lứt tường rất là làm rất là cẩn thận. Chào các bạn. Công việc thì người nào việc đấy thôi, các bác thợ xây cứ làm việc bình thường. Còn một số người dân thì mình đã cắt cử một số người đi, anh em mình cũng đang hướng dẫn làm nông nghiệp bên kênh nông nghiệp Việt Nam tại châu Phi. Còn một số bác khoan giếng này hy vọng có nước sau là bơi lại xây giếng làm người dân lấy nước sạch để sinh hoạt, không sao tuổi thọ người dân cao lên một chút, tránh tình trạng như bây giờ các bạn khó lắm. Quan tú, meta bê tông Agaba, meta sapa, quan tú meta sapa Agaba, meta nafta, meta nafta Agaba, meta nusha, meta bông cả đàn, vẫn hết cả đàn nữa. Đang động viên cho mọi người làm các bạn và đổ răng khóa ở trên xong, sẽ mình sẽ lập tôn rồi bắt đầu đi hoàn thiện, ra chát và cũng là khi nào xong công trình sẽ làm cho người dân một cái gọi là khánh thành
to, thật ý nghĩa với người dân là bán luôn. Nước sạch quá mà nước sạch quá rồi, công trình ok thì tất cả mọi hoạt động mình sẽ đưa hết người dân ra hội trường này nha các bạn. Kể cả các em nhỏ chưa đến được trường, còn các em còn nhỏ này chưa đi được học được chữ cái, mình cũng sẽ đưa các em vào trong vườn nhà hội trường này và mình sẽ thuê cô giáo, nhờ cô giáo ở ngoài vào trong dạy các em biết học chữ A B C rồi là để sau các em lớn các em có thể ra ngoài trường học cho nó dễ, như tình trạng học các em nhỏ trong này không biết chữ rất là nhiều các bạn, khổ lắm. Giờ chỉ có khi nào chờ đợi khi nào lớn lên đi làm ra thành phố, làm ra thị trấn làm thì ở khi đó người ta mới trả tiền cho chỉ biết tính toán đồng tiền. Nên là bé bây giờ hỏi mà hỏi cộng trừ nhiều em lớn một chút này, nhiều em có thể lớn như ngang này mà anh em mình có vào hay nhiều khi mua có cái gì bán này, có con gà bán này mà anh em mình hỏi là tính tiền không có tính tiền các bạn. Mình gặp rất là nhiều em đấy, mà đó là thanh niên rồi chưa biết tính, chỉ có lớn lên ra thành phố học mới vào biết học tính toán, biết tính cộng trừ tiền. Ở ngoài các bạn không biết, người dân này trong mình sâu ở trường như vậy, các em của mình cũng đang vượt nhờ cô giáo vào các em ấy. Chờ đợi các bác khoan giếng, hy vọng có nước và bác thợ vẫn đang đổ răng khóa ở trên tường đấy các bạn. Rằng là bê tông mình sẽ cắt cử một số người đi làm nông nghiệp các bạn, còn để một số người biết làm xây dựng cây rồi như này vẫn để bê tông làm trên cao thì cần rất là nhiều người như các bạn, có người một chân một tay mà.
xuống khó lắm các bạn ạ, dính đá. Các bác thảo phải đứng ở trên máy đánh xuống, không xuống được nữa. Đâu nó mãi không hơn một tiếng rồi, một cái ống này đi được một đoạn, hơn một ống hơn một tiếng mà xuống được nó chừng rồi chắc một mét hơn một mét đứng trên đây. Giờ là anh em mình cũng đã vào cùng đã xem các bác đi khoan rồi, vướng đá xuống từ sáng là vừa mình đi làm đi đến một số bạn làm việc về đây, bây giờ chiều tối rồi mới quay trở lại thì các bác mới khoan được có 3-4 ống các bạn thì vướng đá. Chào các bạn nhé, chào bạn nhé, tất cả anh em đây, lên cầu mưa để cầu để nước lên. Bây giờ vào vị trí này lên nhé. Anh em mình đang nhờ cả pháp sư nữa nên để cầu nước đấy. Đấy, đứng bên khéo đấy các bạn, đứng lao khéo ấy. Nghĩ là sao? Nghĩ là làn nước lên, không nói nhiều. Ở đây là được thôi, bây giờ là khiếp luôn. Đấy, bật lái luôn. Ngày nay mới được có 4 mét, được 2 cái ống. Ê, chuẩn bị thay mũi khoan. Cái mũi khoan này xuống thì may ăn thua. Ê, chân mũi đây. Đây. Tí này là các anh ấy đang rút ống lên. Đây, các anh ấy đang khoan, nhưng mà cố gắng khoan thêm 1-2 ống nữa các bạn ạ. Cả ngày nó mới được 4 mét. Khoan được 4 dính vào đá, không tí khoan khi nào có nước thì mọi người là cắm ống to xuống hàng khoan thì kết luôn. Cầu đi nè, cầu nhanh nữa nè, đứng lên đây, tả bóp tả đánh ra thua. Bọn dân này chờ đợi ngày này ngày thứ hai rồi các bạn ạ, nên là chắc là này hôm nay này khoan đêm tiếp này, 2 đêm nữa. Từ bác đấy, từ bác như này đó.
xuống này nguy hiểm. Không, bố ấy đủ thân là kính cái váng đây. Đây quá. Đấy, đấy. Vàng lắm. Vàng lắm. Vàng cũng không đã được. Đêm các bạn ạ, các bác thợ cũng là rất là mệt rồi mà vẫn cố gắng khoan, mong sao cho lớp đá này là bên dưới là có nước nha các bạn. Mà hôm nay mình cũng nói các bác là tí nghỉ sớm, cũng mệt lắm rồi, 2 ngày rồi. Thì bôi khoan này thì đã bên kia người dân thì đốt lửa, người dân các em đốt lửa chờ đợi bên kia. Dân ở bên này đang ngồi đốt lửa chờ. Nói bắt trưởng bản các bạn ạ, thì nói mấy thanh niên trong bản.
bạn chờ đợi mình và ngày hôm sau nhé, ngày mai nhé, ngày mai nếu ngày mai dù có nước hay không mình cũng video lên cho các bạn biết là giếng nước như thế nào đó các bạn. Thì ngày hôm nay chỉ mới khoan được vừa là con nói là khoan được mấy ống, bốn ống, ngày mới khoan được có bốn ống đá. Nước hay không nhỉ? Ok nhé các bạn, thì sau 2 ngày, sau 3 ngày, 2 đêm hiện tại bây giờ là vẫn chưa có nước sạch cho người dân các bạn. Và các bác thợ thì cũng là như mệt hết rồi. Những máy khoan của anh Phương là cũng khoan đá này, bể hết mũi này. Giờ là tạm dừng. Anh Phương ơi, tình hình thế nào anh ấy?
Tình hình là mũi khoan nó bị bể rồi, đá nhiều quá. Wow. Đấy, đá nhiều nên mũi khoan nó bể hết rồi, thành thử ra là bây giờ anh phải về để làm mũi. Đấy, thì thứ hai này thì mới tiếp tục được, với hơn là thờ thì cũng 2 đêm 3 ngày rồi. Nó mệt mỏi rồi thì cũng thứ bảy cho nó về nghỉ. Đấy. Thì thứ hai thì anh về ngày mai anh làm mũi, thì thứ hai anh lên tiếp tục. Thì anh cố gắng. Thì nói chung là chỗ này thì vẫn được. Nghe nhau, nhưng mà bây giờ là phải thứ hai mới phân tiếp tục phân lập sử dụng sao. Mong quân tin nó sẽ được hơn. Vì các bạn là anh cố gắng khắc phục cái người dân anh thấy không? Chờ là 3 ngày rồi. Ba ngày anh hy vọng nước mà thờ bây giờ nó cũng mệt mỏi rồi, mà mũi bây giờ là bể hết rồi thì không thể tiếp tục được. Người dân đi nua là xin quân làm. Ok, làm không? Vô chế aki control là cả rồi. Ok. Thế này giờ là xe để ở đây thì để em bảo bác trưởng bản sắp người trông trông xe. Messi à? Như Giang à? Đánh cho cả. Không cần đâu, không cần. Ơi, thế là sao? Nó tay mình đùng nem này. Để xa để bơi mang nào rồi rồi quăng đà. Tu đủ nè bà, tu bù vai mít ta cà rồi. Ừ, tu đủ ác nè, nè bà tu bù mít ta cà rồi. Bố ăn nó thì qua đây. Để tí nha, cho xe để với con này. Tối này không người. Các bạn, đấy, như anh Phương đã nói, đấy, anh em mình cũng cố gắng hết sức để mong lấy khoan được nước sạch cho người dân sử dụng. Nhưng mà đấy, qua 3 ngày 2 đêm rồi, và bây giờ là các bác thợ đều mệt cả hết rồi. Cũng như máy là vỡ hết cả mũi khoan rồi, khoan đá mà. Thì anh Phương nói để về anh lại sửa mũi khoan thứ hai anh lên thì lại bắt đầu tiếp tục khoan lấy nước sạch cho người dân nhé các bạn. Chỉ mong các bạn ủng hộ mình cũng như tất cả người dân mình. Thứ hai mà chỗ này như anh Phương nói là vẫn khoan khả năng vẫn là được, nhưng chỗ này không được thì mình cố gắng mình nhờ anh khoan chỗ khác. Mong sau người dân là buồn hết rồi, người dân cũng các em nhỏ chờ đợi nước sạch, mình không sẽ không bỏ cuộc. Thì mong các bạn luôn ủng hộ anh em mình cũng như chờ đợi tin vui. Thứ hai thì video này mình cũng xin được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa, hãy cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đông Bờ Lùi Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Mong các bạn là chờ đợi video sau. Như mình cũng thực sự mình cũng muốn là có nước để cũng như nhìn thấy niềm vui của người dân, nhưng mà như này sự cố không ai mong muốn nữa các bạn. Mong các bạn thông cảm.